Trước khi bắt đầu clip thì mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Mình là một thằng sử dụng điện thoại Android khá là nhiều, nhưng việc xài điện thoại Android trong một thời gian dài nó sẽ khiến cho các bạn chơi game giật lag và sử dụng các tác vụ nó không được nhanh gọn hoặc là không được mượt mà, đúng không? Qua một người bạn giới thiệu thì cuối cùng thì mình cũng đã tìm ra được một cái phần mềm có thể giúp chọn rác và tăng tốc điện thoại Android của các bạn tốt hơn rất là nhiều. Đấy chính là Nox. Nox Glen thì nó có rất là nhiều tính năng để nhờ chọn rác này, tăng tốc game, khóa ứng dụng, tiết kiệm pin và tiết kiệm một thời gian của mấy ông nữa, nên là tôi nghĩ là mấy ông nên sử dụng phần mềm này nhé. Sau khi sử dụng thì mình cảm thấy là máy nó chạy nhanh hơn, mượt mà hơn, lướt Tinder nó không còn bị lag nữa. Mình sẽ quyết định đánh giá 5 sao cho nó. Amazing, good job, well done. Bye. CDEF, bọn tao giải nhất trò chơi đập rõ vần, còn mày giải nhất trò chơi đếm xe tăng, bọn mày nhận thắng trò chơi với xe ngầu, bọn tao giải nhất trò chơi dùng tiền, bọn tao không có tiền, bọn mày giải nhất trò chơi fast flow, còn bọn tao giải nhất trò chơi rap lượt. Yeah. Anh em Nam Bắc bọn tao cùng thuyền. Dòng từ tay em gửi cho em ngày nào, còn lời.